Hôm nay em sẽ ghép cho các bác một bộ dàn Sony như thế này. Chắc chắn các bác nghe xong bộ này các bác sẽ thay đổi cái nhìn về audio Sony nhé. Cực kỳ hay luôn. Mời các bác nghe xong em sẽ giới thiệu chi tiết bộ này cho các bác. Em ơi, đừng về bên gác chợ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên. Ngày qua ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bồi xóa hình em trong mắt tôi. Lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Mẹ ăn cay tận đêm cùng chi đầy đỏ tình nhân hỏi trừ siêu giả nhân tình. Ôi tôi nhớ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tung thần đầu nhọc nhằn trong tình giờ đây. Lời nào không chút chai, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em, nhưng tim buồn tơ duyên. Tầm tay nào tôi vơi, tình đã cách xa theo dõi kênh của em thì sẽ biết là chiếc cặp loa 577 Sony này thì em về trước, nhưng mà trong list hàng thì em biết là nó sẽ về cái combo này, cho nên em chờ em nó về để em phối cho các bác một bộ audio full Sony luôn. Sony thì bình thường thì nói chung là chỉ mạnh về hình ảnh thôi, nhiều cái nó về trước thì nó cứ ăn theo như vậy thôi. Từ ngày xưa thì đã là nét như Sony rồi, hình ảnh đó, chứ còn âm thanh thì Sony nó cũng không được giá lắm. Tuy nhiên thì cái cấu hình này hôm nay em ghép cho các bác full Sony thì các bác có cái nhìn khách quan hơn về cái audio Sony nhé. Nói là khách quan thôi, nhưng mà khách quan với chủ quan thì nó cũng không liên quan đến giá mấy đâu. Bởi vì các bác yên tâm là với cái cấu hình này
thì giá nó vẫn cực kỳ tốt, bởi vì đơn giản thôi, nó vẫn là Sony chứ nó không phải là Pioneer, Denon hay Acouphase hay gì cả, mà nó vẫn là Sony nhé. Đấy, cấu hình bộ này hôm nay sẽ có 3 món và em sẽ ưu tiên là sẽ bán là full luôn là 3 món này, bởi vì chờ, cố gắng chờ để cho tuner rồi âm ly nó về. Đấy, để ghép cùng bộ với cả cặp loa. Em sẽ đi chi tiết từng cái. Đầu tiên là cục tuner. Tuner 3950 nhá các bác nhá. Sony 3950. Các bác nhìn quắc xanh. Mặt phay xước. Xước này không phải là bị xước nhá các bác nhá, là kiểu phay nhôm, nó có dạng phay trơn. Phay trơn ví dụ Pioneer này. Đấy, còn đây là phay xước này, như con Marang này phay xước này. Đấy. Ở đây cũng là phay xước này. Đấy, rất là đẹp nhá, quắc xanh gần bằng bề ngang của tuner luôn. Cái này thì đương nhiên là những cái này thì đều điện 100 và cái này thì gọi là bầy thôi. Chứ còn FM các bác nhìn nhá. Để các bác theo dõi, các bác nhìn FM nó cũng chỉ đến 90 quay đầu thôi. Do đó nó không bắt được FM của Việt Nam. Chủ yếu là mình bầy nghe AM. Bầy và nghe AM thôi. Thì em tuner này thì nhất là rất đẹp. Quắc xanh rất đẹp, thì hai là em này em có hai đường, thì ở đây nó có một cái đường variable có volume riêng, trường hợp anh em mà dùng qua đẩy cũng được, kiểu như thế. Hai này cũng full catalog nhá, một lần nữa rất là khâm phục cái người Nhật, cái ý thức họ rất là cao. Một chiếc tuner cổ mà cái giá trị thì cũng không cao lắm, nhưng người ta giữ full hết cho mình. Giữ full như này thì cũng khá là tiện, ví dụ những cái hướng dẫn cơ bản của người ta thì mình có những cái thông tin cực chuẩn luôn của nhà sản xuất. Đấy. Và đương nhiên các bác nào lấy thì em sẽ gửi full cái catalog này cho bác. Đấy. Giờ em thử, em cắm tuner này, em thử vặn xong tuner chứ. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy volume này. Không, không được đặt ở đây. Hôm nay tôi nghỉ học có được không? Cái này thì nó có cái hướng dẫn để các bác cắm anten đăng thiết. Được, nghỉ học cũng được. Đây mình chuyển sang đấy, chuyển sang nghe. Vừa rồi em cắm điện thoại, em cắm bằng aux, còn tuner là đài đấy. Đây là cái chuyển ngõ vàng đấy. Xong phần tuner nữa, phần âm ly. Âm ly này thì là 3650. Hôm qua thì em có giao lưu một con 3650 rồi, các bác đã lấy rồi. Đấy, thì hôm qua là bán âm ly không thôi, 3650 không thôi. Đấy, bộ này nó về sau. Em này cũng có catalog luôn. Đấy. Đấy, catalog nhá. Cũng để phun các bác. Rất là đẹp nhá. Các bác nhìn lúm lút vào mặt. Đẹp cực kỳ luôn. Rồi, kế đến cặp loa này. Loa này cũng rất là đẹp. Mặc dù hàng bình dân thôi, đây em quay cho các bác. Đầu tiên là em tép này. Em thường những cái loa cơ bản đến số đông loa thì người ta sẽ thiết kế theo thiểu thuận, tức là bass xong đến trung, xong đến tép. Bởi vì cái dải trầm là dải thấp nhất, người ta sẽ để ở thấp nhất. Xong rồi trung ở giữa, tép ở trên cùng, thường là thế, thuận như thế. Nên cũng có một số dòng người ta làm ngược hoặc là người ta làm lệch đi, thì cái đấy nó biến tấu đi thì nó... Đấy, cặp này thì sử dụng gân zin luôn. Bát thì là bát 30, các bác nhìn nó hai một cái bát là thiết kế vặn 18 cái ốc lục lăng, nhìn rất là khỏe, nhìn cái gông nó rất là khỏe. Em này phun cái xốp che lỗ thở. Một số đôi những shop khác quay hoặc kể cả bên em cách đây lâu lâu thì nó không có cái này thì nó bị rơi mất ấy. Thì cái này các bác có thể, các bác thích thì các bác chế cái shop các bác để vào được. Cái này nó vừa để tản cái âm ra là chậm hơn, thì cái này nó cũng sẽ làm giảm cái độ phập của loa bát ấy. Còn nếu mà để mà bỏ ra hết thì cái hơi nó thoát ra nhanh hơn thì nó sẽ dễ bị phập loa hơn. Trên này nó có một cái tinh chỉnh. Đấy, các bác nhìn này, treo level, tức là chỉnh của loa tép, tức là âm lượng của loa tép.
Bên này cũng vậy nhá, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn rõ tép này. Quay cho các bác. Mặt của loa này vẫn còn cái độ vậy, nhám rất là đẹp. Chung cũng vậy, bát cũng vậy. Nói chung là bộ này là em đã gọi là chọn cực kỳ hoàn hảo cho bác. Bên hông này thì là màu vân gỗ. Đấy. Đẹp, tiếng tốt các bác nhé. Và với cái cấu hình này em ghép thì em nói các bác là nếu mà khéo thì có khi là cả bộ này nó cũng chỉ bằng, chưa bằng một cặp loa Pioneer bát 25. Mà lại được cấu hình full bộ nhá. Quay xa lần nữa cho bác ngắm. Rồi, anh em là có nhu cầu thì điện cho em nhé. Cảm ơn các bác.